Xin chào, con tên là gì? Con tên là Đỗ Ngọc Hà. Đỗ Ngọc Hà. Thế hôm nay con đến đây con tham gia tiết mục gì? Con tham gia tiết mục hát chầu văn. Hát chầu văn á? Hát chầu văn khó lắm, cô còn không biết hát. Thì con học hát chầu văn bao lâu rồi? Con học hát 2 năm rồi mà con thuộc rồi. 2 năm mà thuộc rồi. Thế bây giờ con có tự tin không? Có. Tự tin à? Thì tự tin cô phải cố gắng ra hát thật hay nhá. Dạ. Nào. Ok. Rồi. Xin chào cháu. Con xin kính chào ban giám khảo. Rồi cháu tự giới thiệu về mình xem nào. Cháu tên là gì? Con tên là Đỗ Ngọc Hà. Con 6 tuổi. Con đến từ thị trấn Thống Nhất, Yên Thạnh, Thanh Hóa. Con thích hát từ hồi 3 tuổi. Con hát được dân ca ba miền. Con hát được chèo. Con hát được quan họ. Mẹ con dạy cho con những cái bài đó. Con đi chương trình tìm kiếm tài năng. Tại vì mẹ con thấy con hát hay quá, mẹ con cho con đi luôn. Rồi ta sẽ thử xem là con hát thế nào. Hát được rồi, xin mời con. Biết tại sao cô bấm chuông đỏ không? Đẹp quá, múa hay quá, hát giỏi quá, tài năng quá, để dành vô vòng bán kết hát. Bây giờ ngưng lại không cho hát nữa. Tôi đồng ý. Con xứng đáng quá, yêu quá. Tôi đồng ý. Chú cũng đồng ý. Rồi, chúc mừng con. Con xin kính chào ban khảo. Rồi, chào con. Giọng hay thế. Giọng hay mà nó là hát sâu mà âm vực nó tốt. Có tất cả đều rất đẹp, rất hay. Các nhà có người làm nghề chứ không phải không. Mẹ con mới ở trong bụng mẹ con hát cho con nghe. Xong con lớn con hát hay được luôn. Không, con nít nó thật lắm, phải nó xạo như anh đâu. Không, không, nhưng mà kinh nghiệm nó người làm không. Nghề chắc chắn là nghe. Có người làm nghề. Hả? Có người làm nghề trong không. Nhà có người làm nghề có cháu nói không có là chắc không có là không, cả nhiều, nhiều, không cũng có nhiều nhiều trường hợp như thế ở nhà không có ai hoạt động bất cứ thứ gì cả tự nhiên họ thích thế thôi thương quá à, đẹp quá à, cao ráo mà con nó hồn nhiên nó mặt không hề đẹp. Diễn giết gì dạ, cả chứ chân hay. Thật đó là tài năng rồi còn đòi kiếm gì nữa